Thân mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay quý vị tiếp tục về chỗ dừng kiển của Hoàng Thanh, giao lưu với Hoàng Thanh một số phôi tứ quý. Rồi mời quý vị các bạn gặp Hoàng Thanh ha. Chào Hoàng Thanh, Thanh ơi. Ôi, Hoàng Thanh chào chương trình, chào toàn thể các quý chị các bác đằng xa ha. Hôm nay em có về một số phôi mai tứ quý với hai phôi mai vỏ Tân Châu cũng chưa để giao lưu chị và các bạn ha. À, đầu clip là một cây mai tứ quý có mã số là A1. A1. À. Có gì cà na có chưa? Có mượn cái bút lông coi, có. Hai thân quyện nhau. À. Cái này có hình dáng là hai trái tim phải không chị? Đó, đây một trái, đây một trái ha. Thằng trái tim ha. Cái thân nó lắc theo hình trái tim ha. Rất là đẹp ha. Chi cành có đủ luôn không chị, về đóng bo vô là chơi ha. Số điện thoại giao lưu của em là 093 999 0512. Rồi, mọi người nhớ ủng hộ em ha. Đó, cây này em đo hoành chính xác, em có đo rồi em ghi ra. Hoành là 46 anh chị ơi. Rồi, 46 hoành. Cái thân bên đây là 27. 27. Cái thân bên đây là 26. Phôi mã số A1 ha. Đế thì nó sổ đều hết trơn ha. Rồi cái hoành là đế là 136. 136 hoành đế. Rồi. Chiều cao của đế ha. Chiều cao của đế là 23. Cái đường kính mặt bầu là 50 ha. Chiều cao khoảng 1m8 của chị ơi. Chi cành có đủ ha, về đóng bo rồi chơi thôi. Rồi, mã số A1. A1 ha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giá là 4.600.000 bao ship luôn ha. Rồi, 4.600.000 đồng. Đó, cây nằm trong hội tụ cây quái anh chị, hai hình trái tim ha. Hai thân quyện lại với nhau. Hình rất là có duyên. Rất là đẹp ha. Đây. Trái tim ha, chụp tấm hình luôn. Rồi mẹ. Rồi, tiếp, rồi, tiếp tục là A2. Cũng là một phôi mai tứ quý luôn. Cây này dáng trực ha. Cốt cành đóng đều không chị. Như cái thông vậy đó. Đế nó hơi nôm nôm ha, đều ha, khá là đẹp. Hoành là 26 anh chị ơi. 26 hoành. Hoành củ đặc này đi. Củ đặc là 59. Cái đường kính mặt bầu là 50 ha. Chiều cao chuẩn luôn là 1m25. Chi cành đóng tứ diện ha anh chị. À, cây gắn trực ha, trực thẳng luôn. Mã số A2. A2 em giao luôn chị, xa giá là 2.400.000 chị bao ship luôn ha. Rồi, 2.400.000 đồng. Dạ, mã A2. Tứ quý trên thị trường rất là mắc không chị. Những cái cây này thì cũng khá là đẹp ha. Các chị thương tình ủng hộ em. Dạ. Tay cành đều luôn. Rồi, đổi coi luôn. Rồi, tiếp tục là mã A3 của chị ơi. À bà, cũng là một phôi mai tứ quý nha. Cây này chi cành đủ luôn hả chị. Thông số luôn. Hoành là 30 ha. 30 hoành. Đường kính mặt bầu là 43. Chiều cao là 1m32. Nghe thoát thân đóng cốt cành hả chị. Cái này về đóng bo vô là chơi thôi ha. Cái bầu nó hơi nghiêng đúng chưa? Vậy mình chồng đứng lại lại ha. Rồi em giao luôn chị, xa giá là 2 triệu em bao ship luôn. Rồi, mã 2 A3. Triệu đồng. Dạ. Rồi, cái trên này có con lắc rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục mã số A4. Đó, mình chơi ván dán vân nhân cũng được ha. À, chi cành thì tứ diện cho anh chị đủ luôn để cho mình về mình ghép ha. Đế thì nở 24 giờ luôn. Đó, 48 giờ luôn, đều ha. Rồi, số luôn chị. Hoành là 33.5. Cái đường kính mặt bầu là 48 ha. Chiều cao là 1m49. À, cây dáng rất là quái ha chị.
Người quái ha. Rồi. Rồi cái này em giao lưu với chị xa giá là 2.600.000 bao ship luôn ha. Rồi 2.600.000 đồng. Rồi. Mã số A4. 2.600.000. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã A5. A5 của chị, cây này cốt cạnh tứ diện cái thân nó hơi lắc ha. Lắc 3D luôn. Rồi. A5. Thông số luôn. Hoành em đo được cái vị trí này là 29 kìa. 29 hoành. Hoành ở đây cũ nở. Cái cũ nở là 52. Cái đường kính mặt bầu là 50. Chiều cao là 1m40. Này mới đào cái gì. Em tha cái loại keo đen, cái keo này nó kéo sẹo mạnh hơn. Rồi, mã số A5. Cái này em giao luôn chị size giá là 2.400.000 ha. A5. Rồi, 2.400.000 đồng. Mã số A5. Rồi, tiếp rồi, tiếp tục là cái A6 chị ơi. A6. Cây này giót cây ha. Đế nở luôn, đế nôm luôn. Chi cành thì đóng tứ diện ha. Anh chị, cực kỳ nở cây ha. Mã số là A6. Mình đo được cái vị trí này. Vị trí này là 29 ha. Đấy đây củ nở. Cái củ nở là 36 ạ. Cái đường kính mặt bầu là 47. Chiều cao là 140. Chi cành đóng đều chứ chưa. Vậy là mình đóng bo vô bay quấn hoặc là hương đại lộc gì cũng được ha. Đóng vô là mình chơi ha. Mã số là A6. Rồi cái này em giao luôn chị xe giá là 3.200.000 bao ship luôn ha. Rồi 3.200.000 đồng. Mã số A6. Mã tứ quý không chị. Rồi tiếp theo tiếp tục là A7 cũng chơi. Cũng là một phôi mai tứ quý luôn ha. Em có tổng cộng là 9 cây ha. Khui vú sữa ra. Khui vú sữa ra. Chi cành đóng anh chị, cái cây này không lùng lực ha. Ở nhân tử này mình lòi đóng dùng bo anh chị. Thằng mặt khéo ha. Cũng thời nở ha. Mình đo vị trí này là chích. Vị trí này là 41 chưa? Rồi 41. Vị trí này ha, 41. Cái đường kính mặt bầu là 50. Chiều cao là 85 ha. Con này lùng lực ha anh chị. Cái gì thì dễ chơi ha, thì đóng bo thì chơi thôi. Tứ quý trên thị trường cũng muốn hết rồi anh chị. Ha, nhanh tay mình chọn những cây ưng ý cho mình để về mình ghép mình chơi ha. Mình để dành lấy bo ha. Rồi, cái mã số A7 em giao luôn chị sao giá là 2.200.000 ha, bao ship luôn. Rồi, 2.200.000 đồng mã số A7. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã A8. Tiếp tục là mã A8 chị. Cây này lắc ha anh chị. Lắc lượng ha, chi cành nó dày luôn đó chưa. Chi cành rất là dày ha. Đế thì quá đẹp. Cũng cho bá luôn ha, đế nôm ha. Mình đo được cái vị trí này là 35 đó chưa. Rồi 35. Cái cũ ha, cái cũ đặt là 53. Cái đường kính mặt bầu là 44 ha. Chiều cao khoảng 1m6 chưa. 160 ha. Cây này cái dáng nó lắc không chị. Cái đầu chủ đi vẫn đứng sững lên ha. Chi cành dày không chị, rất là dày ha. Rồi mã A8. A8 chưa. Rồi cái này em giao luôn chị xe giá là 3.400.000 ha. Rồi 3.400.000 đồng. A8. Rồi lắc lượng. Cái kia kìa, nhìn vô. Rồi, mã số tiếp tục A9. Là A9 chưa? Cái này chụp luôn. Thẳng băng. Những chụp thôi chị, thẳng băng luôn ha. Tứ quý không chị. Những cái mặt cắt em đánh dấu về anh chị mình có thiếu chi mình đóng vô ha. Đóng vô nó dày chi không chị.
Cô hành em đo được là 32 cũng chưa? Rồi 32. 32. Cây củ nở. Cái củ nở là 44 ạ. Cái đường kính mặt bầu là 46, cây này cao tầm 1,5 ha. Chi cành ha, cái gì? Hai bên thì đủ ha. Hiểu bên đây chút, cái gì mình đóng vô thân cũng được ha. Chú quý gắt thì dễ ghép, cái gì? Ghép thì dính, ghép thì dính. Rồi mã số A9. Em giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giá là 2.200.000 chị bao ship luôn ha. Rồi 2.200.000 đồng. Rồi chụp tấm hình luôn hả? Chụp tấm hình luôn. Rồi tiếp tục là mã A10 cũng chơi. Cây bồ đề khủng bố luôn ha. Để nồm ha. A10. Cái đế của nó như cái mâm sâu anh chị, nó dung ha. Thân nó xù 100% luôn, nguyên gốc này luôn ha. Cái cây này nó đang năm chồi là nó có dấu hiệu lên lại nữa anh chị, nhìn nứt ha, cái vàng nghính lại ha. Đó, nguyên thân của nó nè. Xem ha, nó xù đang lên, xù lại rất là mạnh ha. Đế nó cũng xù luôn anh chị. Cây bộ đế ha. Nó dung cái núi anh chị. Cây này về là đưa vô chậu là mình nuôi chi ra là bẻ liền luôn anh chị. Cây này bông giảo anh chị. Bông của nó cực kỳ đẹp luôn, 7, 9, 12 cánh luôn ha, em bao bông luôn á chị. Nó đâm chầu đều luôn, mình về là mình kéo đủ chi luôn á chị. Ít khi nào bây giờ hiếm còn những cây xù 100% gì ha. Mã số A10. Và anh em đo được cái vị trí này là 43.5 cũng chị ơi. 43.5. Rồi nói đây, vị trí này đó. Vị trí này là 48 hả chị? Rồi, cây nở như cái hình bông vậy đó. Ô hành đế. Đế em đo được là 150. 150 ha. 150. 150 với 45. 195 hả chị ơi? 195 hành đế. Đế ha. Cái đường kính mặt bầu là 84 chị ơi. Đây, cây xù trứng rất là nhiều ha. Gốc trứng luôn. Lừ luôn á chị ơi. Nè, kiếm một vòng 1, 2, 3, 4, nhóc chân ha. Kỳ già cây anh chị. Đây, nhóc cục đây cũng chân ha. Rất là nhiều trứng ha. Thằng cái chọc chữa, nó xù cái hình bông. Sau này cái cây này chơi rất là đẹp anh chị. Một cây nghệ thuật ha, hoành không nói lên tất cả anh chị ơi. Cây đẹp, xù ha. Quý chị nào thì thật sự thiện chí thì alo Hoàng Thanh ha. Số điện thoại là 093 99 0512. Chiều cao 85. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị xa giá là 39 triệu ha. Rồi, 39 triệu đồng. Một cô chú mày nào thương tình thì ủng hộ ha. Cây này ở ngoài rất là đẹp anh chị ơi. Đắt. Rồi, đắt cây luôn. Rồi. Rồi, tiếp rồi, tiếp theo là mã số A11. Là một phôi mai vỏ thân châu ghim luôn. Cái cây này cốt cành có sẵn luôn, về mình lợp thằng thông là chơi ha. Cây này có cái hình bình bông hả anh chị. A11. Đa số thân châu thì bông nó 7, 9, 10 cánh hả anh chị. Thấy không? Bông cánh rất là to, đường kính nó 6-7 cm, bông cực kỳ thơm, nhị màu đỏ nhung ha. Cây này chơi bình bông hả anh chị. Có lọc chủ luôn ha. Lá lớn ha. Lá rất là lớn chị. Cái bình bông ha. Rất là đẹp ha. Nứt nách xù chưa chị? Nách lên xù chưa ha, cục ha. Kỳ già cây. Đế thì như con thú nó nằm hoạt động bên cái miệng nó không chị. Rất là đẹp ha. Đó, cái mình nó nằm ha. Cái miệng nó đưa qua giường bên luôn ha. Tại. Làm thông số luôn, mã số là A11. Ờ hoành là 25 quý chị ơi. 25 hoành. Cái hoành đế là 114 ạ. Cái đường kính mặt bầu là 46. Chiều cao là 1m42. Cây rất là quái ha. Thú rồi còn thú này đội bình bông nè. Rất là đẹp ha. Rồi cây này em giao luôn chị đằng xa giá là 3 triệu bao ship luôn ha. Rồi 3 triệu đồng. Giảo Tân Châu Gin 7, 9, 12 cánh ha. Dạ.
7-9-10 cánh thôi. Ban cầu thường ra số 10 cánh nhiều. Rồi, rồi đổi cây okay luôn. Rồi tiếp theo là mã số A12 ha. A12. À, ủa. Bán rồi luôn rồi, quên nữa, đừng có bán luôn rồi, quên. Bán luôn. Rồi, A12 chưa? Giả Tân Châu ha. Giả Tân Châu ghim luôn. Cái cây này thì cốt cành sẵn ha. Quý chị, cây bên em rất là mạnh đó quý vị. Mới đào vậy có 3-4 ngày thôi mà nó xì tược rồi nè. Ha, rất là mạnh cây á. Để thú luôn ha. Em cắt hai con rễ này như hai lỗ tai. Thành đất rồng ha. Ừ, như lỗ tai rồng quý vị. Đế thì người ta sắp móng rồng luôn ha. Rất là đẹp ha. Sau này hai cục đó thành hai cục đu quý vị. Quạnh em đo được là 15 quý vị ơi. 15. Cái đường kính mặt bầu là 26 ạ. Ủa, đường kính dạng thú, đường kính mặt bầu là 33. Rồi, 33. Mặt bầu. Chiều cao là 116. Tàn ngang hiện tại là 85. Đó, cây này về đây Tết là bao ông quý vị chơi luôn ha. Kịp Tết cũng gì. Mã số là A12. A12. Em giao lưu với chị làm sao, giá là 1.400.000 em bao ship luôn ha. Rồi 1.400.000 đồng. A12. Giả Tân Châu ghim đúng chị. Rồi tiếp tục là mã A13. Cuối clip em có một cây mực quế với cây vú sữa, chị cũng chị nhớ đón xem ha. Trên đó có một cây trên bàn đó, lấy giùm em luôn. Cây cần thân á. A13. Con rồng nhỏ ha. Có cây chậu xanh đó, trên chậu đó. Mini, rồng mini. À, cái cây này lắc gồng ha, muốn gồng gồng, muốn lò xo là xo cái gì. À, mình nhúng đó, lò xo. Bay cao ha, nhúng cái bay cao ha. Dạ, nhúng bay cao đó. Quý chị mà nuôi cái cây là chỉ nhúng lên thôi, lò xo ý nghĩa là nhúng mình lên thôi. Hoặc là 12 cái chỗ này ha. Cái chỗ này là 16 ạ. Cái đường kính mặt bầu là 30, chiều cao 50. Rồi em giao luôn chị xa giá là 1.100.000 ha. Rồi, mã số A13. 1.100.000 hả chị. Phôi mai giỏ Tân Châu ghim luôn. Cái này mình lợp tàn lên hả chị. Chủ có luôn ha. Để mấy ngày mà đâm chậu cây em rất là mạnh, của chị yên tâm ha. Rồi đổi cây luôn. Rồi cho. Rồi tiếp tục em có 3 cây nghệ thuật hả chị. Đó, cây này là cây cần thân ha. Cần cù thân tiến hả chị ơi. Chơi cây này ý nghĩa là gì ha. Cần thân ha. À, cần là cần cù ha. Thăng là thăng tiến. À, mã số A14 ha. À, cây này cái dáng đổ rất đẹp chị. Ê, cực kỳ ha. Đế nó nè. Yeah, cây bonsai cái này để bàn làm việc, cái gì bấm tàn vô ha. Bấm cho nó dày xương lên. Hoặc là mình muốn chơi thì mình ghép quýt hạnh gì đó vô ha. Cây có muối cùng họ ha. Chiều cao là 38. Cái thác đổ là 57 đúng chị ơi. À, không có tàn ở trên đây ha. Ở trên đây là 40. Cây nghệ thuật cũng nhiều. Này quấn rất đẹp ha. Đẹp ha. Cái cây này em tặng cái chậu luôn chị. Cái chậu ngày xưa này. Xưa thiệt là xưa. Không biết bao lâu nữa. Quá xưa. Rồi cây này em giao luôn chị sao, giá là 1.400.000 em bao ship luôn ha. Rồi 1.400.000 đồng. A14 cây nghệ thuật cái gì. Cây cần thân rễ quái. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo A15. Tiếp tục là A15 là một cây mực quế lá nhỏ ha, bông chùm hả chị. Ha, thân sắn luôn ha. Cây này cây cũng nghệ thuật cái gì. Để thú ha. Còn cái đọt này chưa có chi, mình về mình bẻ thêm cái đọt nữa là đủ chi mình chơi luôn á. Đợi xương nó dày lên thôi. Đó, cây rất là quái nha. Thân đất nhìn rất là nhiên ha. A15. Cây này em có cái cành ở đây em thấy phù hợp, em cắt bỏ hả chị. Nhưng mà kéo sẹo nè, chị xem nè. Phù lên cục luôn ha. Cái đế của nó không chị. Chảy ra ha, nở ha. Cái này chơi cây bonsai rất là đẹp không chị. Nhưng cái mặt hàng này là mặt hàng tuyển chọn của chị. Hoành là 34 ạ. Rồi 34. 34 hoành ha. Ở trên đây cái chi này ha. Cái chi này là 20, cái này cũng khoảng 18 ha. Chiều cao là 56 chị ơi. Đường kính tàn ngang tổng luôn á là 96. Cây nghệ thuật hả chị, rất đẹp ha. Đó, cái chị yêu cầu người quế đó, em bán thử con cây, cái chị mua ủng hộ thì em tiếp tục em lên ha.
cây em vô 100% là dây gốc, cây rất là mạnh, cây yên tâm cái gì, không có vấn đề chứ. Rồi mã A15 em giao lưu với cô chú anh chị xa, giá là 2.200.000 em bao ship luôn ha. Rồi 2.200.000 đồng. Dạ, bao ship luôn, bao sống cho anh chị bạn luôn ha. Quế lá nhỏ ha. Quế lá nhỏ. Lát. Rồi tiếp theo là mã A16. A16 như bên em bán thập cẩm luôn chưa. À. Vú sữa ha. Vú sữa này lò ghèn cái gì trái tím ha. Sữa lò ghèn. Cây này đế nó nở không chị, cái mầm cây này thường chậu gì trong chậu nhổ ra ha, vậy yên tâm mà chơi ha. Thì sữa mà nuôi được thường chậu gì rất là lâu luôn á, nó dễ bể thân chết cạnh này kia, còn cây này là yên tâm mà chơi luôn á. Có cái mà cắt trên đây nha, đó nhưng mà nó đang kéo ha, không biết kéo chừng nào liền đây, tôi không biết nữa. Em cũng không gành vú sữa, em thấy đẹp đẹp nên mua cũng chị, về em quay lên cũng chị mình ủng hộ ha, thì em thấy đẹp mua nữa. Rồi vú sữa lò ghèn đây, cây này tới Tết là có trái đó không chị. À, hoành là 49 đó không chị. 49 hoành. 49 hoành. Quá trời cái bộ đế nè, nó đều không chị. Nó chạy 48 giờ luôn. Rồi hoành đế là 160. Rồi. Hoành đế ha. Vú sữa mà lâu lâu có một cây, cây lò ghèn mà thường chậu thế này rất là hiếm nha. Đường kính bầu là 59 chị. Cây là tiền ship cũng rất là nặng ha, đóng cái kiện gỗ không chị. Đâu có quấn là được, quấn gãy cành hết. Chi cành là nói chung là đủ luôn đó chị ơi. Em cái này người ta bẻ là người ta nuôi chi là đủ luôn đó. Hiếm khi mà mình lấy được cái, những cái chi đủ như thế này ha. Cây ăn trái không chị. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú chị gần xa, giá là 3.600.000 bao ship luôn ha. Rồi 3.600.000 đồng. Dạ. Bộ đế rất đẹp không chị, nở ha. Lâu lâu mình chơi mai hoài bên em đổi chương trình không chị. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Rồi cuối clip Hoàng Thanh gửi lời cảm ơn tất cả các chú chị theo dõi clip nha. Chúc quý chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. Bên gia đình. Rồi thân cái chào tạm biệt. Rồi cảm ơn Hoàng Thanh, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi đến cuối video. Xin chào tạm biệt.